Xin chào tất cả các bác. Hôm kênh xe đạp bên em hôm nay có hai đơn đi, một đơn đi Hà Nội, một đơn đi Hồ Chí Minh. Thì đơn Hà Nội là đi đơn midline, địa hình midline 7,9 triệu, và đơn đi Hồ Chí Minh là đua gian 12,8 triệu. Hiện tại em đang ở đuôi cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác.